Cụ thể vào tối ngày mùng 2 tháng 6, ông Phạm Thế Quang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phú Mỹ, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành văn bản số 696 UBND gửi các cơ quan thông tin đại chúng liên quan đến tờ giấy vay nợ 5 tỷ đồng được cho là của nghệ sĩ Hoài Linh. Theo đó, Ủy ban Nhân dân phường Phú Mỹ cho biết qua kiểm tra, rà soát hồ sơ chứng thực chữ ký ngày 28 tháng 5 năm 2021 tại Ủy ban Nhân dân phường Phú Mỹ, không có hồ sơ chứng thực chữ ký tên Ngô Mỹ và Võ Nguyễn Hoài Linh. Bên cạnh đó, vào ngày 28 tháng 4 năm 2021, bà Lâm Thị Phương Thảo đã chuyển công tác sang vị trí khác. Do đó, bà Lâm Thị Phương Thảo không ký xác nhận hợp đồng vay tiền nêu trên. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân phường đã có văn bản chuyển công an quận 7 để xem xét xử lý theo quy định. Ủy ban Nhân dân phường thông tin chính thức đến các cơ quan thông tin đại chúng được biết và hỗ trợ cung cấp thông tin chính xác. Trước đó vào chiều ngày mùng 2 tháng 6, trên một diễn đàn lớn về tin tức đăng tải hình ảnh hợp đồng vay tiền được cho là của nghệ sĩ Hoài Linh, thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Nguồn tin còn cho hay, nam danh hài dùng 13 tỷ đồng từ thiện miền Trung đánh bạc nên phải vay 5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả, giải ngân tiền từ thiện. Người đăng tải còn khẳng định chắc nịch rằng giấy vay tiền của anh nghệ sĩ Hoài Linh chính xác là ở quận 7, chắc chắn là thật 100% vì mộc này là mộc đỏ. Không ai dám lấy dấu đỏ đóng bừa, đi tù như chơi.